Phân ưu ừ, nhận được tin buồn võ sư niên trưởng Lê Văn Phúc, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1934, qua đời tại thành phố Rustin, Virginia, thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020. Nguyên cố võ sư niên trưởng Lê Văn Phúc, bạch đai thượng đẳng, môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc thành viên lãnh đạo Hội đồng Võ sư Thế giới nhiều nhiệm kỳ từ năm 1996 đến năm 2004, thành viên Thượng Hội đồng Võ sư Thế giới. Các võ sư Trần Bản Quế, Trần Thế Phượng, Phạm Văn Thành, Kiều Công Lan, Tôn Thất Lãng, Trần Văn Vịnh, Phạm Công An, Phạm Hoàng Đức, Nguyễn Bá Dương, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Viết Hùng, Trần Ngọc Chính và Châu Andy cùng toàn thể môn sinh các cấp liên đoàn vô Vi Nam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ thành kính phân ưu.